Trong bài này mình sẽ có lớp sinh viên rồi, bây giờ cô xây dựng thêm một class nữa, lớp mảng sinh viên. Rồi, y trong lớp mảng sinh viên này giống như cái lớp mảng integer lúc nãy. Một mảng sinh viên thì sẽ phải có đối tượng sinh viên, một danh sách sinh viên. Ở đây của cô sẽ là danh sách sinh viên. Có số lượng phần tử n ha. Mình sẽ xây dựng thuộc tính cho hai đối tượng này. Nhấn Ctrl RE để xây dựng thuộc tính nè. Rồi, cô sẽ xây dựng hàm nhập, hàm xuất ha. Void nhập. Đây của cô sẽ là nhập danh sách. Trong nhập danh sách này thì mình yêu cầu giống như mảng integer nè. Cô yêu cầu nhập vào số lượng sinh viên. Số lượng sinh viên đó mình gán cho n ha. Rồi, người ta nhập vào bao nhiêu thì mình sẽ đi vào mình nhập thông tin tương ứng. Thì ở đây của cô sẽ yêu cầu là nhập sinh viên thứ y. Nhập 5 sinh viên thì yêu cầu nhập vào thông tin sinh viên thứ y. Vậy bây giờ mình nhập thông tin sinh viên như thế nào đây? Ở đây của cô nè, sau khi có nhập vào số lượng ha. Là các bạn bên hàm nhập này thiếu nha. Mình phải khởi tạo cái danh sách chứ. New integer n đó. Thì bây giờ ở đây bên mảng sinh viên, cô có danh sách sinh viên thì cô sẽ khởi tạo cái có n rồi thì sẽ khởi tạo danh sách sinh viên với n phần tử ngọc vuông. Người ta nhập vào 5 thì sẽ tạo ra một danh sách gồm 5 sinh viên ha. Rồi sau đó yêu cầu là nhập vào sinh viên thứ nhất, sinh viên thứ hai. Thì để nhập thông tin sinh viên thứ nhất, thứ hai ở đây thì mình sẽ xử lý như sau. Một cái đối phần tử trong danh sách sinh viên là một đối tượng sinh viên. Mà một đối tượng sinh viên để tạo mới một đối tượng thì phải có từ khóa new để tạo mới đối tượng đó. Cho nên mình sẽ phải tạo mới đối tượng sinh viên. Với mỗi phần tử trong sinh viên nè, cô tạo mới một đối tượng bằng từ khóa new sinh viên. Đó. Tạo mới một đối tượng sinh viên, sau đó gọi hàm nhập. Tạo mới đối tượng sinh viên, sau đó gọi hàm nhập tương ứng ở đây. À. Rồi, mình theo yêu cầu của bài lab. Yêu cầu của bài lab 1 là danh sách sinh viên thì phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1 triệu thôi, không được vượt quá. Vậy ở đây mình sẽ khi người ta nhập vào n này nè, mình sẽ đi vào mình kiểm tra. Why? Nếu như mà do why đi ha, làm xong rồi kiểm tra. Nếu như mà n bé hơn 0 hoặc là n lớn hơn 1 triệu thì yêu cầu phải nhập lại cho đúng. Đó. Yêu cầu n phải bé hơn lớn hơn bằng 0 và bé hơn 1 triệu thôi. Nếu mà ngoài phạm vi đó yêu cầu nhập lại cho đúng theo yêu cầu của bài ha. Rồi, sau khi nhập xong đến hàm xuất thì tương tự
Cô viết hàm suất. Hàm suất ở đây thì mình cũng duyệt từng phần tử trong mảng. Xuất ra thông tin của sinh viên. Thông tin sinh viên thứ y là bao nhiêu đó thì mình gọi hàm suất, đúng không? Danh sách sinh viên thứ y nè, chấm suất nè, suất thông tin ra đó. Thì là chúng ta sẽ có hàm nhập và hàm suất, nhập vào danh sách và xuất ra danh sách sinh viên. Rồi, trong cái bài lab số 2, trong yêu cầu số 3 của bài lab số 2 thì họ yêu cầu mình kiểm tra khi mà nhập vào danh sách sinh viên thì phải kiểm tra xem mã sinh viên có bị trùng hay không. Vậy là ở đây khi nhập danh sách sinh viên sẽ có một cái hàm kiểm tra mã sinh viên có tồn tại hay chưa, trả về true hoặc là false. Kiểm tra mã sinh viên ha. Nhập vào, đưa vào mã sinh viên nè. Rồi, trong hàm này cô đi vào kiểm tra. Mình muốn kiểm tra mã sinh viên, tạm thời cô return về true cho nó khỏi báo lỗi ha. Mình muốn kiểm tra sinh viên có tồn tại hay không thì đây mình làm hàm tìm kiếm tuần tự, giống như hàm tìm kiếm hồi nãy, là nhập duyệt từ phần tử đầu cho đến phần tử cuối của mảng, lấy mã sinh viên kiểm tra với mã số truyền vào. Vậy là ở đây của cô y đi từ 0 cho đến n, đúng không? Nhưng mà ở đây nè, cái hàm danh sách của mình là danh sách sinh viên nhập. Ví dụ cô đang nhập, cô có 10 sinh viên, cô đang nhập đến phần tử đến sinh viên thứ 5 thì mình chỉ kiểm tra từ sinh viên thứ nhất đến sinh viên thứ tư thôi, chứ mình đâu có kiểm tra đến 6 7 8 9 được. Vậy là ở đây cô sẽ truyền thêm một cái tham số nữa là vị trí sinh viên. Vậy là cái hàm của mình chỉ đi tìm đến cái vị trí đang là sinh viên thứ 5 thì kiểm tra so sánh mã sinh viên thứ 5 đó với cái sinh viên thứ 4 trở về trước sẽ là bé hơn vị trí trừ 1. Ha. Rồi. Bé hơn vị trí ha. Đây là cái vị trí là 0 1 2 rồi. Thì bé hơn vị trí thì sẽ là, nếu mà vị trí số 5 thì bé hơn vị trí là vị trí số 4 thôi. Đó. Rồi, vậy ở trong này của cô sẽ hay viết hàm kiểm tra. Cái này chính là giải thuật tìm kiếm tuần tự nè các em. Nếu như mà cô sẽ lấy mã sinh viên của sinh viên thứ y, đúng không? Mã sinh viên của sinh viên thứ y là đi vào sinh viên thứ y nè. Sinh viên thứ y lấy ra mã sinh viên chấm mã số. Tại vì trong lớp sinh viên của mình có thuộc tính mã số là mã sinh viên. Vậy là đi vào trong danh sách sinh viên thứ y ha, lấy ra mã sinh viên so sánh với chấm compare to. Chuỗi, các phương thức của chuỗi của lớp string thì nó có compare to ha. So sánh với gì? Lấy ra mã sinh viên của sinh viên thứ y so sánh với cái mã số mình truyền vào ha. Nếu như mà cái hàm compare to sẽ trả về trừ 1, 0, 1. Trừ 1 là bé hơn, 0 là bằng, 1 là lớn hơn. Nếu mà nó bằng 0 thì có nghĩa là đã có rồi, đã có rồi, return về true ha. Nếu mà đi ra khỏi vòng lặp này mà chưa có thì là return về false, là chưa tồn tại. Vậy là ở đây cô trong hàm nhập cô sẽ xử lý. Sau khi nhập
xong cái sinh viên đó ha. Sau khi nhập xong cái sinh viên thì cô sẽ gọi cái hàm kiểm tra. Cô lấy cái mã sinh viên nha, string. Cô khai báo cái mã sinh viên bằng nè. Sau khi mình nhập xong cái sinh viên đó, mình lấy cái mã sinh viên chấm mã số. Rồi, cô đi vào cô kiểm tra. Nếu như mà kiểm tra mã sinh viên của cái mã sinh viên này mà trả về true, có nghĩa là vị trí nữa, tại vị trí y trả về là true, có nghĩa là sinh viên thứ y này đã trùng mã số, thì xuất ra một câu thông báo là trùng mã số, yêu cầu nhập lại. Mã sinh viên đã tồn tại, rồi yêu cầu nhập lại mã sinh viên. Rồi khi người ta nhập lại thì mình sẽ phải gán lại cái mã sinh viên đó ha, bằng cái giá trị mà người ta nhập vào mới đó. Sau khi nhập xong thì gán vào ha. Rồi vậy đây, khi mà gán vào người ta nhập giá trị mới nè, thì mình sẽ phải làm gì các em? Sau khi yêu cầu mã sinh viên đã tồn tại, có thể là cô không cần khai báo biến mới luôn cũng được ha, cô sử dụng luôn cái này luôn, đỡ mất công khai báo biến. Đó. Mình đi và mình kiểm tra xem cái mã sinh viên đã tồn tại hay chưa. Nếu mà tồn tại rồi thì nhập mới mã mới, thì khi nhập mới cũng phải kiểm tra nữa, đúng không? Khi mà nhập mã mới rồi phải kiểm tra lại. Vậy là cô đưa nguyên cái câu lệnh này làm lại nữa, làm lại thêm một lần nữa ha. Kiểm tra xem mã sinh viên đã tồn tại chưa ha. Nếu mà tồn tại đưa cái này thôi chứ ha. Sau khi nhập lại thì cô lại kiểm tra tiếp, gọi hàm kiểm tra tiếp. Đó. Gọi hàm kiểm tra tiếp. Nếu như mà vẫn là true, là vẫn tồn tại, thì yêu cầu nhập lại. Nhập cho đến khi nào cái hàm này nó trả về false. Trả về false là sinh viên chưa tồn tại, thì mới kết thúc cái hàm nhập của mình. À, thì làm ta khai báo một danh sách, sau đó mình kết hợp luôn cái hàm tìm kiếm trong danh sách đó để kiểm tra xem là sinh viên đó đã tồn tại hay chưa. Chưa tồn tại, mã sinh viên chưa tồn tại thì mới cho phép nhập, còn nếu mà đã tồn tại rồi yêu cầu nhập lại. Thì đó là cái yêu cầu số 2 ha. Rồi vậy là ở đây mình sẽ nắm cho cô các